xin lỗi cô chứ. Con ném máy bay vào người cô, con phải xin lỗi cô. Như thế mới là đứa trẻ ngoan. Chứ cô đã ăn gì ngon đâu mà con đã méo máu rồi. Này, cô đã ăn gì con đâu, xin đi. Mày làm gì con tao đấy hả? Em không làm gì con chị cả. Thằng bé nó ném máy bay vào người em. Em chỉ muốn bảo cho nó xin lỗi rồi nhắc nhở cho nó đừng nghịch nữa thôi mà. Xem nào, mày đã sứt đầu mẻ chán, máu me be bét gì chưa mà đòi xin lỗi hả? Nhìn cũng biết là cái loại chưa đẻ đái gì rồi. Trẻ con ý, nó nghịch ngợm, nó hiếu động thì càng thông minh, nhanh nhẹn. Nhắc với nhở cái gì hả? Nói như chị, thì chị cho bé về nhà mà chơi. Chứ đây là nơi công cộng, chị phải biết bảo ban trông bé chứ. Tao nói cho mày biết này, chủ quán ý, người ta có chưa ý kiến gì. Nữa là cái loại khách như mày, nhìn ăn mặc kìa, đúng là cái loại không có tiền. Chị, sao? Nhân viên nghèo gom góp cả tháng mới dám đi uống nước, cà phê này kia, rồi chụp ảnh sống ảo, post lên mạng á, để dạy đời à? Chị có lạ gì? Ngoan ý, chị cho ở lại. Còn không ý, chị dùng tiền chị tiễn vong của em đi đấy. Đi vào con. Cầm nhầm đồ của chồng đi rồi. Chồng nghịch cái kiểu gì đấy, ớt hết đồ của cô rồi này. Thì sao đâu, sao chồng có tiền mà. Trời không ơi, mẹ ơi, hết cả laptop rồi. Gì đấy? Mặt kia. Mẹ làm gì con tao đấy à? Chị nhìn đi, con chị nghịch ngợm làm đổ nước, làm ướt hết đồ của em rồi. Laptop ướt như thế này thì hỏng hết rồi còn gì nữa. Hỏng thì sửa. Đúng là cái loại không có tiền, chưa chị đã nhảy dựng lên rồi. Chị đừng có nói cái kiểu khó nghe như thế. Tốt hơn hết là chị nên dạy lại con chị đi. Em thấy thằng bé có thái độ không tốt, giống hệt như chị đấy. Cái con này, mày làm tao hơi bị ngứa mắt rồi đấy. Trẻ con nó biết cái gì mà cứ hạnh hoẹ với nó hả? Trẻ con không biết nhưng người lớn phải biết. Chị là mẹ nó, chị phải biết trông, biết giữ nó. Và chị phải chịu trách nhiệm thay nó. Nếu như chị vẫn cố chấp như vậy thì em sẽ xin quá trích xuất camera để nộp lên công an giải quyết ạ. Mày dám dọa tao đấy à? Hai chị ơi, có chuyện gì đấy ạ? Anh ơi, anh có thể cho em xin trích xuất camera của quán được không ạ? Thằng bé con chị này nghịch đồ nên là làm ướt hết đồ của em rồi. Trích chiếc cái gì? Muốn làm tiền thì cứ nói thẳng ra là muốn làm tiền. Chị Ly đây là người thiếu gì tiền phải làm cái trò đấy. Anh nói quá chuẩn luôn. Em không làm trò gì cả, cũng không phải vấn đề bồi thường. Nhưng em muốn nói chuyện đúng sai với chị ấy. Thằng bé đùa nghịch như thế là không đúng. Không những làm hỏng đồ của khách mà còn làm hỏng đồ của quán ấy ạ. Anh là nhân viên. Ừ thì tao đúng là nhân viên của quán. Tao trông nom quán đây nhưng mà tao được ý kiến gì chưa? Mà nói chung là mày lướt đi. Từ lúc mày vào quán đến giờ quán cứ ầm ĩ hết cả lên, bực cả mình rồi. Này, đây là các visit của chị. Sửa hết bao nhiêu ý thì báo chị. Đi. Tưởng rẻ rẻ, không ngờ á, đắt thế không biết. Đền thì tiếc, mà không đền ý, nó cứ gọi, ám như cô hồn ý. Trời ơi, lại gọi nữa. Chẳng hiểu sao lúc đấy lại đưa cho nó ấy các visit. Alo. Em chào chị, em là người mà con chị đổ nước vào laptop ở quán cà phê đấy à? Em đợi mãi mới thấy chị nghe máy. Tao không nghe máy vì tao bận công to việc lớn, chứ không phải tao sợ mày, tao quỵt mày, hiểu chưa? Tao tiếc gì á, mấy cái triệu bạc rẻ rách ấy. Em có gửi chi phí sửa máy cho chị qua tin nhắn rồi đấy ạ. Tiền giấy là 150.000, nhưng máy em hỏng mệt, sửa hơn 10 triệu, em lấy chị tròn 10. Này, tao chỉ đền mày 150.000 tiền sấy máy thôi. Con tao làm hỏng đến đâu ấy, tao đền đến đấy. Ai có biết ý, là máy mày có hỏng sẵn hay không? Nhớ đâu mày mua máy cũ ấy, máy mày hỏng trước rồi sao? Chị ơi, máy em là máy mới, chưa hỏng hóc gì cả. Em có thể gửi giấy tờ cho chị kiểm tra. Chịu, bây giờ ấy, giấy tờ làm giả dễ như không ấy, tao không biết. À, nhỡ đâu ấy, mày là cái loại lừa đảo. Mày chuyên mua máy cũ, máy hỏng, rồi đến quán cà phê ấy, đợi thời cơ, ăn vạ, làm tiền người ta. Mà ấy, mày đụng nhầm người rồi.
tao không dễ chơi thế đâu. Tóm lại, tao chỉ đưa mày 150.000 tiền sấy máy thôi. Những thứ khác ấy, tao không liên quan. Cái con điên này, gọi lắm thế không biết. Thôi, đập đi cho đỡ mày gọi mày. Cái thằng này, ăn nói với tao tinh, mày đập con bây giờ ấy, đi ra kia chơi. Mày đừng gọi tao nữa. Thích thì tới nhà tao, nói chuyện phải trái với tao. Check tin nhắn, tao gửi địa chỉ nhà. Xem cái con danh con nghèo hèn kia có dám vác mặt ở đây không? Bực cả mình. Con danh con, thế mà nó dám tới thật. Em gửi chị hóa đơn và giấy tờ mua máy của em ạ. Chị làm gì đấy ạ? Tao đã nói là tao không đọc. Tao không đền bù quá phạm vi trách nhiệm của tao. Còn con tao làm đổ cốc nước ấy là do chẳng may thôi. Biết là chuyện chẳng may không ai mong muốn cả. Nhưng mà bây giờ con chị làm hỏng máy của em rồi, thì cả hai cũng phải đưa ra hướng giải quyết chứ ạ. Thì tao đền bù mày tiền sấy máy rồi còn gì nữa. Còn những thứ hỏng hóc khác ấy, chắc gì là do con tao làm. Nhỡ đâu ấy mày là cái loại lừa đảo thì sao? Mày gài thằng bé, nó còn bé, nó biết gì đâu. Mà ấy, mày phải có trách nhiệm tự bảo quản đồ của mình chứ. Chị nói ngang như cua ấy. Em để đồ đúng vị trí, không làm ảnh hưởng đến ai cả, cũng không vứt bừa ra quán. Con chị làm hỏng máy của em mà chị nói cứ như thể nhà chị cũng là nạn nhân vậy. Chả có gì là ngang ở đây cả. Mà lỗi cũng tại mày cơ. Lúc đấy mày nhanh nhẹ, mày đỡ được công đức thì chuyện chẳng đến nỗi rồi. Cái loại ấy, vào quán ấy chỉ cầm điện thoại mải check in sống ảo để lên mặt với đời à. Chị càng nói càng khó nghe đấy. Nếu chị không giải quyết việc này hợp lý thì em sẽ báo công an đấy ạ. Mày có giỏi ấy, mày cảm thấy mày đúng ấy thì mày báo đi. Nếu mà mày đúng ấy thì cái con nhân viên trong quán cà phê ấy đã chẳng đứng về phía tao rồi. Còn bây giờ ấy, mày biến khỏi nhà tao nhá. Đừng ngồi đây nữa, rác nhà tao ra. Biến đi, đi đi. Đi đi, biến ra khỏi nhà tao. Đi vào con. Chị không chịu nói chuyện đúng sai, tổ chức cho chị nói chuyện với cộng đồng mạng. Cái con này, cuối cùng tao cũng đi được mày rồi. Chị đến rồi là cái gì? Chị bảo chị không muốn dây dưa với tôi nữa cơ mà. Mày đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Mày dám bêu dếu tao trên mạng như thế hả? Tôi không bêu dếu chị. Tôi chỉ muốn tường thuật lại sự tình để hỏi cộng đồng mạng thôi. Chắc chị cũng đọc văn bản rồi đúng không? Ai cũng nói là chị sai đấy. Mày... tao sai đấy thì sao? Mấy comment vớ vẩn trên mạng như thế cũng chẳng nói lên được chuyện gì cả. Nhưng mà tao sẽ kiện mày ra bã con ạ. Mày dám đăng thông tin cá nhân của tao lên trên mạng như thế để cho chúng nó hùa vào suốt ngày gọi điện làm phiền tao như thế à? Tôi không hề đăng ảnh chị hay là ảnh con trai chị. Với cả địa chỉ và số điện thoại của chị tôi cũng không hề công khai. Không hiểu sao mọi người lại có thể tìm được số điện thoại và địa chỉ của chị. Còn tôi chỉ muốn hỏi ý kiến số đông thôi. Cái này thì hỏi này, mày muốn hỏi không? Tao cho mày hỏi này. Giữa bác giải bác ngờ chị dám đánh người như thế à? Tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Giữa ban ngày ban mặt ý, cái mặt mày tao còn đánh được. Nữa mấy comment vớ vẩn như thế, nó chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả. Chỉ là tao không thích làm phiền thôi. Nếu mà chị còn làm như vậy, tôi sẽ quay lại và đăng lên mạng cho mọi người biết đấy. Con danh con này, mày ly nhờ. Mày biết tao là ai không? Tao là giám đốc Thành Đạt đấy. Tao đầy tiền, tao sẽ dùng tiền đè bẹp mày nếu như mày còn bướng. Chị làm gì đấy? Còn đấy, câm mồm và sống cho xứng đáng cuộc sống nghèo hèn của mày đi. Đừng động vào người có tiền, có quyền. Thiệt tôi con ạ. Wow, thế mà ngu đỉnh thật đấy. Chứ còn gì nữa, nhà mình có tiền mà. Như này thì bạn con phải trần trồ với con mất thôi. Thế này đã là cái gì? Bảo tí nữa nhá, mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ chơi xịn này, rồi quần áo hàng hiệu cho các bạn ở lớp con lác mắt ra. Cô giáo nhìn còn phải sợ cô. Vậy thì nhà mình giàu nhất cái lớp con phải không mẹ? Bây giờ mẹ sẽ đi ký kết một cái hợp đồng cực lớn luôn. Sau này nhà mình sẽ giàu nhất phố. Lớp con đã là cái gì? Thế thì con thích phá cái gì thì con phá. Đương nhiên rồi, con là ông trời mà. Thế thôi, ở đây chơi ngoan, mẹ lên ký kết hợp đồng, xong rồi mẹ xuống mẹ con mình đi mua sắm nhá.
check-in kiểu ảnh ký kết với tập đoàn Ham. Từ nay á, đời mình sẽ lên một nấc mới. Ôi, dạ, em chào chủ tịch ạ. Em tên là Ly, giám đốc của công ty TB ạ. Mời cô ngồi. Dạ. Dạ, thưa chủ tịch, ngày hôm nay em sang đây để ký kết hợp tác cùng với tập đoàn Ham ạ. Thật sự vinh dự và may mắn cho công ty em đấy ạ. Cô Ly này, sẽ không có chuyện ký kết hợp đồng nào ở đây cả. Và toàn bộ mọi chi phí về bồi thường hợp đồng, tôi sẽ chịu hết. Sao lại như thế ạ? Là vì mọi giấy tờ liên quan đến hợp đồng đều đã hỏng hết rồi. Cả file gốc lẫn file ở trong laptop của tôi. Hỏng hết đấy ạ? Nhưng tại sao lại... Là do con chị làm chứ sao nữa? Con kia! Sao mày lại ở đây? Mày phá chuyện làm ăn của tao đấy à? Là do con của cô phá, chứ không phải là vợ của tôi. Vợ? Đây là vợ của chủ tịch ạ? Chính xác. Đây là vợ của tôi. Và ngày hôm đấy là do vợ tôi có mang nhầm laptop của tôi và bị con cô làm đổ nước và hỏng hết rồi. Dạ, em không biết đây là vợ của chủ tịch ạ. Em biết em sai rồi. Lỗi ở em. Còn về giấy tờ có thể làm lại được đúng không ạ? Đúng. Nhưng vấn đề là tôi không thích làm việc với những người không biết điều, không biết lý lẽ và hống hách, cậy chức cậy quyền, cậy tiền như là cô. Em... Tôi nói cho cô hay, trẻ con có thể không biết, nhưng người lớn thì chắc chắn phải biết. Phải dạy dỗ và giáo dục con thành người. Cô nghe rõ chưa? Dạ, em sai rồi, em nhận lỗi. Cho em một cơ hội được không ạ? Cô không cần phải năn nỉ nữa đâu. Mất thời gian, mời cô đi cho. Chủ tịch, chết rồi. Tiền của tôi, sự nghiệp của tôi. Thế cậu không còn đời gì, cũng không biết gì, mình mắng mất.